Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương thanh tra, xử lý đầu cơ, thổi giá bất động sản. Công đoàn hỗ trợ từ 1 đến 10 triệu đồng cho người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Giá vàng nhẫn 4 số 9 tăng hơn 14 triệu đồng một lượng từ đầu năm đến nay. Giá đô la Mỹ giảm mạnh, kho bạc nhà nước thông báo mua thêm 100 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng thương mại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tài chính thị trường ngày 13 tháng 9 của báo Hà Tĩnh. Mở đầu bản tin sẽ lên những cập nhật đáng chú ý từ thị trường tài chính quốc tế đêm qua và rạng sáng nay. Chốt phiên vào rạng sáng nay, ngày 13 tháng 9, theo giờ Việt Nam, các chỉ số chứng khoán của Mỹ là Dow Jones tăng 235,06 điểm, tương đương 0,58%, lên 41.096,77 điểm. S&P 500 tăng 41,63 điểm, tương ứng 0,75%, lên 5.595,76 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 174,15 điểm, tương ứng 1% lên 17.569,68 điểm. Cổ phiếu các công ty công nghệ và bán dẫn vốn hóa lớn như Nvidia, Alphabet và Meta Platform tiếp tục tăng mạnh trong ngày giao dịch 12 tháng 9. Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 10,58 tỷ cổ phiếu, giảm so với mức trung bình trong 20 ngày giao dịch vừa qua là 10,82 tỷ cổ phiếu trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 101,25, giảm 0,52% so với phiên trước đó. Đồng euro tăng 0,54% lên 1,1071 USD đổi 1 euro sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB ngày 12 tháng 9 đã thông báo cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm xuống còn 3,5%. Giá vàng thế giới tăng lên mức cao kỷ lục nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã mạnh tay cắt giảm lãi suất tăng lên sau khi dữ liệu công bố trong ngày cho thấy những tín hiệu về sự chậm lại của nền kinh tế đầu tàu thế giới. Giá vàng giao ngay tăng 1,85% lên 2.558 USD một ounce. Giá vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.557 USD một ounce, tăng 1,79% so với dạng sáng qua. Trên thị trường năng lượng, Kết thúc phiên giao dịch ngày 12 tháng 9, giá dầu Brent tăng 1,56 USD một thùng, tương đương 2,21% lên 72,17 USD một thùng. Giá dầu thô WTI tăng 1,83 USD một thùng, tương ứng 2,72%, giá mới là 69,14 USD một thùng. Khi nhà đầu tư tiếp tục lo ngại về những tác động của cơn bão Francine trên vịnh Mexico ảnh hưởng đến nguồn cung dầu của Mỹ. Vâng thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là những cập nhật mới nhất về giá vàng, tỷ giá ngoại tệ cũng như những diễn biến đáng chú ý của thị trường chứng khoán trong nước trước giờ mở cửa phiên giao dịch hôm nay. Tại thời điểm khảo sát vào sáng sớm nay ngày 13 tháng 9, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau. Giá vàng Bố số 9 được tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết ở mức 78,5 triệu đồng một lượng mua vào và 80,5 triệu đồng một lượng bán ra. Mức giá này được giữ nguyên kể từ ngày 6 tháng 9 đến nay. Tương tự, giá vàng SJC được công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 78,5 triệu đồng một lượng mua vào và 80,5 triệu đồng một lượng bán ra. Đây cũng là mức giá được công ty cổ phần vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cho loại kim loại quý này. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.187 đồng đổi 1 USD, giảm 25 đồng so với một ngày trước đó. Áp dụng biên độ 5% các ngân hàng thương mại được ghép giao dịch tỷ giá USD từ 22.978 đến 25.396 đồng một USD. Cụ thể cuối ngày 12 tháng 9, Vietcombank niêm yết giá USD mua tiền mặt ở mức 24.380 đồng một USD, bán ra ở mức 24.750 đồng một USD. Vietinbank công bố giá USD mua tiền mặt là 24.270 đồng một USD, bán ra ở mức 24.770 đồng một USD. BIDV niêm yết giá USD mua tiền mặt là 24.405 đồng USD, bán ra ở mức 24.745 đồng một USD. Trong kỳ điều hành hôm qua 12 tháng 9, Liên Bộ Tài chính Công Thương đã điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu. Sau khi điều chỉnh, răng RON 953, loại phổ biến trên thị trường, có giá mới là 19.630 đồng một lít, giảm 1.190 đồng một lít so với kỳ điều hành trước đó. Xăng E5 RON92 ở mức 18.890 đồng một lít, hạ 1.080 đồng một lít. Các mặt hàng dầu có giá mới từ 14.460 đến 17.790 đồng một lít. So với lần điều chỉnh gần nhất, dầu diesel giảm 930 đồng một lít xuống 17.160 đồng một lít. Dầu khóa rẻ hơn 930 đồng một lít, còn dầu ma rút hạ 690 đồng một kg. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng có 17 lần tăng, 19 lần giảm, còn dầu tăng 15 lần, giảm 21 lần. Sau điều chỉnh, mỗi lít zone 95 rẻ hơn khoảng 2.280 đồng, còn dầu diesel thấp hơn 2.200 đồng so với hồi tháng 1 năm 2024. Đây cũng là mức giá thấp nhất từ cuối tháng 5 năm 2021. Tương tự kỳ điều hành trước, Liên Bộ Tài chính Công Thương tiếp tục không trích chi sử dụng quỹ bình ổn giá với các mặt hàng nhiên liệu.

Trên sàn Hà Nội, HNX Index và Upcom Index cùng vượt tham chiếu, tuy nhiên thanh khoản toàn thị trường chỉ đạt gần 12.000 tỷ đồng. Trong đó, thanh khoản trên sàn HOSE chiếm 10.400 tỷ đồng, giảm hơn 2.200 tỷ đồng so với phiên trước, xuống mức thấp nhất từ đầu tháng 9. Mức thanh khoản hiện tại cũng chỉ bằng một nửa so với thời điểm sôi động, thường chỉ ghi nhận trên 20.000 tỷ đồng mỗi phiên. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có công văn 5155 gửi ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác quản lý kiểm soát tình hình biến động giá bất động sản tại công văn bộ xây dựng yêu cầu các địa phương cần chỉ đạo ra soát việc đấu giá đảm bảo đúng pháp luật kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm ngăn chặn lợi dụng đấu giá để trục lợi làm nhiễu thị trường trong công văn gửi các địa phương, Bộ Xây dựng đánh giá thị trường bất động sản thời gian qua chưa phát triển bền vững, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Trong đó, thị trường có tình trạng nhà đầu tư môi giới tung tin đồn thổi, mua đi bán lại gây nhiễu loạn thông tin để đẩy giá lên cao nhằm trục lợi. Gần đây nhất, một số phiên đấu giá đất có giá trúng cao gấp nhiều lần khởi điểm. Bộ xây dựng cho rằng điều này làm ảnh hưởng tới tình hình phát triển kinh tế xã hội và sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản bộ xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung triển khai kiểm tra giả soát hoạt động kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp chủ đầu tư sàn giao dịch bất động sản môi giới bất động sản tại địa phương đồng thời các đơn vị kiểm soát việc mua đi bán lại các bất động sản cho tay nhiều lần đặc biệt tại các khu vực dự án khu trung cư có hiện tượng tăng giá bất thường Bên cạnh đó, các đơn vị thanh tra kiểm tra có biện pháp chấn chỉnh những hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan nếu có theo thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân các địa phương chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng giả soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ việc phân lô bán nền nhằm hạn chế tình trạng thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường ngày 12 tháng 9, công ty trách nhiệm khấu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn 4 số 9 mua vào ở mức 77,3 triệu đồng một lượng, bán ra ở mức 78,6 triệu đồng một lượng. So với mức giá vàng nhẫn 4 số 9 tại công ty SJC thời điểm đầu năm này là 61,85 triệu đồng một lượng mua vào và 62,95 triệu đồng một lượng bán ra, thì người mua vàng nhẫn từ đầu năm đến nay đã lãi 14,3 triệu đồng một lượng. Còn nếu tính từ đầu năm 2023 đến nay, người mua vàng nhẫn và dự đến thời điểm này lại hơn 20 triệu đồng một lượng. Các yếu tố chính đẩy giá vàng tăng là nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và động thái mua cạnh tranh của các ngân hàng trung ương. Dự kiến việc cắt giảm lãi suất toàn cầu là yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu vàng trong những tháng tới. Thưa quý vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành văn bản số 2038 về việc chăm lo hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Theo đó, tổ chức công đoàn sẽ hỗ trợ từ 1 đến 10 triệu đồng cho đoàn viên người lao động chịu ảnh hưởng bởi cơn bão nhằm góp phần khắc phục hậu quả sớm một nền cuộc sống. Tại công văn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn chủ động nắm tình hình, hỗ trợ các đoàn viên người lao động với tinh thần cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất, đến tận tay các gia đình người lao động bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trong đó chủ động có văn bản đề nghị quỹ tấm lòng vàng hỗ trợ đoàn viên người lao động bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão Yagi ở mức 10 triệu đồng một người tử vong. Trường hợp bị thương nặng phải nằm viện điều trị, hỗ trợ từ 1 tới 5 triệu đồng một người. Các nơi bị ảnh hưởng như nhà cửa tốc mái, lũ cuốn trôi, sạt lở, nhà cửa hư hỏng cần sửa chữa ngay. Công đoàn yêu cầu hỗ trợ từ 1 tới 3 triệu đồng một trường hợp từ nguồn tài chính tích lũy chi thường xuyên. Đối với những địa phương ngành không cân đối được nguồn thì có văn bản gửi tổng liên đoàn đề nghị hỗ trợ theo thực tế. Văn bản đề nghị nêu rõ đối tượng, mức độ thiệt hại và mức hỗ trợ cụ thể. Trong bối cảnh giá đô la Mỹ giảm mạnh, Kho bạc Nhà nước vừa phát đi thông báo về nhu cầu mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại với khối lượng dự kiến tối đa là 100 triệu đô la Mỹ. Đây là đợt chào mua thứ ba của Kho bạc Nhà nước kể từ đầu năm đến nay. Ước tính theo giá mua đô la Mỹ của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.400 Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ. Số tiền kho bạc nhà nước sẽ chi ra để thực hiện giao dịch này vào khoảng 2.300 tỷ đồng. Đây là lần thứ ba mua ngoại tệ của kho bạc nhà nước kể từ đầu năm. Trước đó, kho bạc nhà nước đã trào mua tối đa 150 triệu đô la Mỹ ngày 6 tháng 9 năm 2024 và 100 triệu đô la Mỹ ngày 22 tháng 5 năm 2024. Như vậy, kể từ đầu năm, kho bạc nhà nước đã trào mua tổng cộng 350 triệu đô la Mỹ từ các ngân hàng thương mại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tài chính thị trường ngày 13 tháng 9 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.